Bé chào tất cả cô chú chị nha. Tiếp tục cập nhật thông tin thì căng lắm rồi con. Ba năm, dì năm và dì 10 đã bây giờ vặt chân sự thật rồi. Đó thì mới đây nhất là mọi người có biết là dì năm đã tố giác anh Tuấn xà lan đã đổi màu xà lan. Thì mọi người có biết là trước đó là cái xà lan là cái viền màu xanh nha. Còn bây giờ thì bị cái viền màu vàng rồi thì mọi người thử nghĩ đi. Là cái anh Tuấn này anh có tham gia để thay đổi cái kết cấu của xà lan hay không? Tại vì anh bán không được xà lan mọi người. Tại vì cái mọi người biết cái xà lan là phải nói là đâu phải cái số tiền nhỏ đâu, đâu phải buôn bán xe máy đâu. Đó, xà lan là cái số tiền rất là lớn. Đấy, cho nên là cái việc bán cũng rất là khó bà con ạ. Đấy. Và hôm nay là ngày thứ 97 ngày mất rồi. Thì chỉ còn 3 ngày nữa thôi là tròn 100 ngày lễ. Đó, lễ chị Hà xà lan nha bà con. Thì cũng kính mong tất cả cô dì chú bác cùng nhau phân tích về cái vấn đề là liệu anh Tuấn này chắc chắn phải xuất hiện để làm lễ cho vợ mình rồi. Và nếu mà không xuất hiện thì chắc chắn một cái điều rằng là anh là người ra tay nha mọi người. Đó, cho nên anh này bắt buộc là phải có mặt. Đấy. Và em không biết là bên phía gia đình nhà chị Hà có cho anh Tuấn này vô thắp nhang hay không, có cho anh Tuấn này vô làm lễ hay không. Đấy, thì chúng ta chưa biết được. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có một cái cuộc gọi là cuộc đại chiến. Đấy, đại chiến tại nhà chị Hà. Đấy mọi người. Đó, cho nên là bà con các bác đang cực kỳ là quan tâm ngay giờ phút bây giờ. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm đi. Đó, chúng ta sẽ theo là theo tới cùng nha. Và độ thanh tra sẽ ngay lập tức là có cái thông tin mới nhất là dì Năm đã gọi là về nhà và gọi tất cả các YouTuber tới để quay bà đó. Nhưng mà đội thanh tra sẽ cố gắng là làm rõ và cùng nhau gọi là khám xét nhà khẩn cấp để trong nhà coi dì Năm, dì 10 và anh Tuấn xà lơ này có cái điều gì mới hay không. Đó. Và mọi người biết là dì 10 bây giờ bỏ trốn rồi, 10 mất tích mấy ngày nay rồi, không thấy đâu. Thì chúng ta không biết là dì 10 đang sợ cái điều gì. Chứ nếu mà dì 10 mà trong sạch thì dì 10 xuất hiện lộ diện trả lời trước công chúng đi. Việc gì mà phải lẩn trốn đúng không ạ? Đó. Cái vấn đề thứ hai em muốn cập nhật cho tất cả mọi người là cái anh Tuấn xà lơ này là đã chuẩn bị kêu cộng đồng mạng là tôi sẽ sao kê toàn bộ cái số tiền. Đó. Toàn bộ cái số tiền từ thiện cũng như cái số tiền khi mà chị Hà mất, anh này sẽ sao kê. Đó, để cho cộng đồng mạng khỏi thắc mắc, để anh thanh minh trước cái ngày lễ 100 ngày của chị Hà. Thì liệu anh Tuấn có sao kê hay không? Hay là cái tờ sao kê đó cũng chỉ là một cái bản sao kê giả để mà qua mắt cộng đồng mạng mà thôi. Đó, chúng ta sẽ xoáy sâu vào ba vấn đề chính sau đây. Vấn đề thứ nhất là liệu cái tờ giấy sao kê đó, cái số tiền đó anh chỉ kêu một cái người kế toán giả, anh thuê một cái số tiền nhỏ để có thể là có người sao kê cho anh á, là cái số tiền là công khai láo. Đấy. Còn cái vấn đề thứ hai là cái giấy tờ xét nghiệm pháp y. Là liệu anh Tuấn này anh có sao, anh có kiểm chứng hay không, có giấy chứng nhận hay không? Mà tại sao cho tới tận giờ phút bây giờ mà cái tờ xét nghiệm pháp y đó vẫn là đang là một cái dấu hỏi chấm. Đó. Nếu mà anh đó xét nghiệm pháp y thật đúng những gì anh đã nói thì anh đã đưa giao nộp cho chính quyền, giao nộp cho đoàn thanh tra để mà kiểm tra soát lại. Chứ việc gì mà anh phải là đưa cái tờ giấy trước ngực rồi anh vỗ ngực xưng tên gì đây, anh vỗ ngực kêu mình anh vô tội. Em thật mọi người, anh chỉ nói trước cái youtuber thôi, anh không có công khai cho chính quyền gì biết hết. Cho nên là anh Tuấn là anh cái tờ này chắc chắn là tờ sao kê là sắp viện xét nghiệm giả nha mọi người. Đó, mình tiếp tục nè, căng lắm mà còn sâu chuỗi tất cả vụ việc. Và cái vấn đề thứ ba là cái mấu chốt của vấn đề là liệu anh Tuấn này nha, dì Năm, dì 10, Dượng 10, cậu 5, cậu 7 là có tham gia vào cái vụ việc này hay không nha. Mà tại sao cái xà lan bây giờ là đổi màu rồi, anh Tuấn anh sơn lại để làm cái gì? Thứ nhất, phải chăng là sơn lại để che cái vết máu hay sao? Thứ hai là ai giúp anh Tuấn sơn lại? Không phải là Dượng 10 hay là cậu 7, những cái người mà giúp sức cho anh Tuấn này đạt được cái âm mưu của mình đó, cũng như là có lợi cho họ thì họ mới làm thôi. Tại vì dì Năm, dì 10 là đang nợ tiền chị Hà rất là nhiều. Đấy, cái vấn đề chúng ta cần phải suy nghĩ nha. Và cái mốc thời gian mà dì Năm và dì 10 khai á là hoàn toàn không trùng khớp với nhau nha. Dì Năm cứ khăng khẳng định là chị Hà mất vào lúc 12 giờ trưa, nhưng mà bà con cô bác lại nói là 12 giờ khuya. Đấy.
Và lúc mà đi chở hàng, đi giao cám á, thì người ta đã chứng kiến cái điều đó rồi. Và bây giờ chúng ta đang xoáy sâu, đang tập trung là liệu anh Tuấn này anh có mua chuộc luôn cả cái anh bán cám này hay không. Đó, mọi người hãy tiếp tục lắng nghe, phân tích tới cuối tận video, chúng ta sẽ hiểu rõ nguyên nhân của vấn đề và xoáy sâu để tìm hiểu rõ nguyên nhân nha bà con. Đấy, thế nên mọi người hãy cứ yên tâm, mọi người hãy cứ theo dõi tới cuối tận video đi, không lãng phí bất cứ một thời gian nào của quý cô chú chị đâu nha. Cho nên mọi người hãy cứ yên tâm. Và em đã theo sát cái vấn đề này, theo sát luôn mọi người, không thể bỏ cuộc được. Đấy, cho nên bà con cơ bác hãy cứ yên tâm nha, mọi thứ sẽ được sáng tỏ thôi. Chúng nó làm gì chỉ có trời đất biết, nhưng mà nó không qua mắt được cộng đồng mạng đâu. Nói thật mọi người, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi, gì năm khai láo, gì 10 khai láo nhiều thì lâu ngày cũng lòi ra thôi. Tại vì cái miệng của hai bà này là bà nói rất là nhiều đó, và thậm chí là có người gửi những tin nhắn là gọi là hăm dọa mọi người đó. Chúng nó gửi tin nhắn Zalo em hăm dọa em, mọi người biết đó, chúng nó hăm dọa em, rồi chúng nó tìm cách để mà bắt em gỡ video của dì Năm xuống. Ấy chà chà, chúng mày có giỏi ấy, chúng mày gặp trực tiếp mà ba mặt một lời nói chuyện với tao này, chứ đừng có mà hăm dọa, nhắn tin hăm dọa nha. Bây giờ là anh em cô bác bây giờ là đang cực kỳ là cay cú mày rồi đấy, thích thì là ba mặt một lời, thích thì chơi một phen, chứ không có việc gì mà phải sợ cả nha cô chú chị đó. Và một cái thông tin mới nhất em muốn cập nhật cho tất cả bà con cô bác, đó chính là bên phía gia đình nhà chị Hà cũng đang vào cuộc rồi, đang chờ đợi đoàn thanh tra đó, cũng như là anh trai chị Hà cũng sẽ làm cho gắt cái vụ này đó, theo sát từ sau liệu anh Tuấn này anh có sơ hở gì không. Chứ Tuấn bây giờ chưa thấy mặt nha, chưa thấy có mặt tại nhà nha mọi người. Tuấn bây giờ vẫn chưa thấy có mặt tại nhà, thì em cũng không hiểu là thằng khốn Tuấn này nó đi đâu, nó lấy tiền nó đi đâu hết rồi đó, và không chia cho vợ con nó một đồng nào, đặc biệt là cái con gái cái đứa con gái bé Linh đó mọi người, đó không chia một đồng nào hết. Thì mọi người thử nghĩ là nó lấy tiền nó vào cái việc gì, nó dùng cái số tiền nó vào cái việc gì đó mọi người. Đó, mọi người cho em một cái lý do chính đáng đi, cho em một cái lý do nào nó hợp lý để cho anh Tuấn này nó chi tiền vào cái việc gì mà nó không chia cho một bé Linh một đồng cắc nào. Đấy, đấy là sự gọi là quá là bức xúc luôn nha bà con. Thì hy vọng là bà con cô bác mọi người theo dõi, mọi người ủng hộ em bằng nút like, share cũng như đăng ký kênh để theo dõi nha bà con. Và chắc chắn rồi, em sẽ theo sát cái vấn đề này, không để cho cái vụ này nó chìm xuống được mọi người. Tại vì chìm xuống là anh Tuấn này anh đã đạt được cái âm mưu của anh rồi. Đó, và em nghĩ là em thật, sau lễ 100 ngày mà chúng ta chưa tìm ra cái kết quả thì chỉ còn một nước là khốn Tuấn này nó đã xong tội rồi. Tức là bà con của bác nó đã gọi là quên hết rồi. Đấy. Và liệu có cái kế hoạch đào mộ này hay không? Kế hoạch đào mộ của gì năm gì 10 này là tuyên bố rồi, không biết có kế hoạch là đào mộ hay không thì chúng ta hãy chưa biết được, chờ đợi thôi mọi người, chờ đợi thôi. Kế hoạch đào mộ bây giờ là anh Tuấn là anh chơi lớn luôn rồi đó, và không biết anh còn chi cái số tiền bao nhiêu đồng để mà chạy trọt cho cái vụ án này nữa. Đấy, thì theo em nghĩ nha, rất có thể là anh Tuấn này anh sẽ bày ra rất là nhiều trò. Đấy, rất là nhiều trò, và anh còn tuyên chuyến cả cộng đồng mạng là ai mà tìm được cái bằng chứng kết tội anh đó thì anh sẽ cho một cái số tiền 5 tỷ đồng. Đấy, chà chà, thì mọi người biết là nó coi trời bằng vung, nó coi pháp luật bằng vung mọi người. Đấy, cho nên anh Tuấn này bây giờ là quá là khốn nạn rồi. Đấy, nó đã ra tay với chị cùng với sự góp sức của anh Nhẫn gì năm gì 10. Đây là theo cái sự mô phỏng, cái sự phỏng đoán của người dân. Đấy, thì thật sự là em cũng rất là lo. Đấy, nhưng mà cũng cố gắng là lên tiếng để cập nhật thông tin cho quý bà con, quý bác, quý cô chú, anh chị. Đấy, chơi khô máu mà, theo vụ này là theo tới cùng luôn mọi người, không có việc gì mà phải sợ cả. Đó, thì em sẽ theo sát cái vấn đề này nha bà con. Thì mọi người yêu thương thì mọi người hãy ủng hộ em bằng nút đăng ký kênh, like và share, để cùng nhau gọi là đòi công bằng công lý cho chị Hà cũng như là tất cả bà con, quý bác đang quan tâm về cái vụ việc này. Đấy, thì em cũng gọi là xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi cùng nhau phân tích cái quá trình đòi công bằng, cũng như là cái anh Tuấn xà lơ này sẽ phải trả một cái giá rất là đắt nha mọi người. Đấy, thì em cũng xin là cảm ơn tất cả mọi người đã gọi là quan tâm theo dõi và lắng nghe nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong cái video tiếp theo ạ.